Đang phát sinh chào bạn. Sau đây đang phát sinh giới thiệu các bạn là lưỡi Sunway. Đủ các số luôn các bạn nhé. Kiểu mới. Rất dày, thép dày, thép này 1 ly đấy các bạn. Đây là số 3. Số 3 1 ly và 1 ly đấy. Bản rộng của nó này các bạn. Bản rộng là đi 8 ly. Đây. Đường kính của thép đúng 1 ly các bạn. Đây, xem số 1. Đây số 3 các bạn nhé. Số 3. Bản rộng là 8 ly và đường kính của thép là 1 ly. Đây số 1 đây. Một loại này cũng rất cứng. Bản 6 ly, bản này 6 ly. Đây, đường kính của này thép cũng 1 ly. Bản này rất cứng ạ. Đó. Đây, dáng vào lưỡi này. Rồi, buộc lan xê phù hợp nhất, tay lưỡi nó cứng. Kiểu dáng dày và cứng. Vừa rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn lưỡi hộp Sunway. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.